Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022 và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn. Trong những ngày này, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Minh Tân đã tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Xã Minh Tân đã tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tri ân các liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân của họ đã hiến dâng xương máu và tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày 27 tháng 7 hàng năm là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Minh Tân tưởng nhớ tri ân các bậc tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, biết ơn các thương binh, bệnh binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Minh Tân đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách. Những việc làm thiết thực của xã Minh Tân đã thể hiện nghĩa tình, sự tri ân sâu sắc đối với những thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng thời góp phần động viên các thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thông qua những hoạt động ý nghĩa này, góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào truyền thống quê hương cách mạng và trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn và nâng cao ý thức trách nhiệm và tổ chức thực hiện đúng các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước ưu đãi người có công với cách mạng, qua đó giúp cho thế hệ thanh niên nâng cao tinh thần yêu nước, phấn đấu bằng sức trẻ tham gia những hoạt động để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.